Ok, hello anh em, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm lại một cái video, nói chung là quá trình lên 8x của mình nha anh em ơi. Mình đã bắt đầu chơi game vào lúc trưa ngày 4 tháng 1. Và cho đến bây giờ là sắp sửa chuẩn bị là trưa ngày 6 tháng 1 rồi. Sắp sửa Khải chơi gần được 2 ngày nha anh em. Gần được 2 ngày thì hiện tại Khải đã lên level 80 và chuẩn bị max kill nha anh em ơi. Anh em cùng xem sơ qua cái quá trình luyện và của Khải và như thế nào và hoạt động như thế nào để lên cấp nhanh thì anh em hãy cùng nhau xem video này và đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ giúp Khải nha em ơi. Lúc này Khải mới tạo nhân vật thôi anh em ơi, mới tạo nhân vật thôi là ngày vào lúc trưa ngày 4 tháng 1. Server này thì server Đại Tung Sơn open vào lúc ngày 2 tháng 1 nha anh em. Khải chơi sau 2 ngày nha anh em. Rồi okay, luôn em ơi, hôm nay thì đánh nhiếm anh em ơi, hôm nay đánh nhiếm mà ba lanh thôi. Server này thì theo Khải nghĩ thì cày cấp cũng khá là nhanh thôi, không có gì mà chậm cả. Với lại là anh em lên cấp 8x đó, anh em level 80 sẽ được hỗ trợ ngựa 8x chạy chắc khoảng được free á. Free khoảng nửa tháng hoặc là 10 ngày tùy theo server, thì server này thì Khải cũng chưa tìm hiểu nữa. Nhanh thạch cầu trắng hả? Thạch cầu trắng nhanh hơn hả? Giờ di chuyển được không ta? Thạch cầu trắng, để mình coi. Thạch cầu trắng đúng không? Ok. Khải sẽ rồi ok đi được. Ôi nha anh em. Sao nó không cho mình qua thạch cầu trắng ta? Thạch cầu trắng báo full rồi em ơi. Trưa ngày 4 tháng 1. Thạch cầu trắng mình mới di chuyển qua là báo full rồi. Tối ngày 6 tháng 1. Khu vực phía trước full không được. Thạch cầu trắng full rồi anh em ơi, không qua được. Má thật. Thạch cầu trắng đông quá. Nó không cho qua. Rồi đó mình ra inverter lại nhóm rồi. Mình mới full qua thạch cầu trắng rồi, không cho qua anh em ơi. Nó kêu là full rồi, không được qua. Đấy. Đủ tính ra chẳng là mấy ông farm ở thạch cầu trắng bên đó quá đông rồi nên là Khải không qua được luôn á. Đây cũng đang là đội dẫn thiếu lâm ra anh nhớ mình hưu ở ba lần thôi. Mới phù qua ông thiếu lâm đó xong rồi nó rất ạt cái này. Khải sẽ đánh dập gấp này đánh xuống. Level 10 thì Khải qua thành đô anh em. Qua thành đô tay nha anh em. Qua thành đô tay, nói chung là mình chơi xong người ta á. Nó là cái bài quái này thì không còn người bao nhiêu cả. Khải chơi quái này. Cả buổi thì Khải chỉ thấy còn 2 đến 3 tem thôi. Nếu mà anh em chơi cùng lúc với anh em open thì sẽ không có bài mà đánh. Khải thì chơi xong là luyện khá là rồi, okay. Cấp tốc luôn em ơi. Không có ai kết nữa. Để lại ông tù. Ơi trong kia có người chan kìa. Ok, từ nay chạy bài tạo đồ thôi em ơi. Xuống này chạy tao đồ. Khả năng chạy tao đồ nha. Chạy tao đồ một tí rồi, tí chăng anh em ơi. Auto cho nó từ chăng thôi. Trời, tầm này chăng bao phơ luôn anh em ơi. Chỉ cần chạy một vòng nhỏ này thôi, không cần nhiều. Đó, anh em thấy chưa? Đó, cái bài này mà chăng nó ngon, không lên nhanh nữa, cái gì nhanh trời. Hôm qua nói chung là ngày ốc bình nó đông quá, Khải không chơi anh em ơi. Khải thì cũng muốn nhưng mà tầm đó đông người quá nên là Khải không có chăng. Bây giờ đỡ người chàng cho nó thật. Thua sau một tí cũng được nhưng mà không sao. Rồi ok. Chạy ô tu. Chạy một vòng tròn nha anh em. Rồi ok, cứ hoài mà tiếng thôi. Quất thôi. Rồi ok. Ôi, đúng rồi, mình vẫn hơi xa. Đủ, có người kẻ luôn kìa. Này thì Khải đang cố kéo xe lần hai búp chì được nha anh em, được Khải búp thử rồi. Thấy được rồi bà con. Nãy giờ có cái chì cấp 1 quá. Rồi búp thử nó lên lực tay không? Lên lực tay không biết liền mà. Ôi búp chì được nha anh em, phiên bản này búp chì được nha anh em. À, 19 rồi, 12 10 rồi. Chính Khải chơi đường môn nha anh em. Khải chính xe bên này Khải chơi đường môn nha anh em ơi. Khải chơi đường môn bảo vũ. Hôm qua thì 8x vào lúc 10 giờ đêm ngày 5. À, đêm họ nhiều vô. Tính ra là Khải chơi khoảng chan cho nó nhất khỏe. Một ngày rưỡi, đúng một ngày rưỡi nha anh em. Đúng một ngày rưỡi lên 8x nha anh em. Đúng một ngày rưỡi lên 8x và tối qua thì Khải đã tranh thủ lên bạch văn đây đúng không anh em ơi. Lên thành sông bạch văn chan quá nhiều lắm. Mà điều hơi xa một tí. Này đủ xanh con Gammy mình nó đi đâu ơi. Vận động vô trước cái hả? Lưu rương cái đã, tính sau. Lưu rương cái đã, tính sau. Lưu thành cái đã. Rồi.
lưu mát và đã tính xong. Lên hết mình lên bằng bằng ok. Chờ ngày mây lên nữa là dứt thôi. Bảy đó, máy bảy. Ngày mây sao nó phù gì vậy ta? Hết tầm này được hỗ trợ máu nguyên bản. Đồ nó bị lát hay gì? Đậu xanh rau má. Đưa nguyên xe lên luôn. Ok, chờ ngày mây lên nữa vô anh em ơi. Như top 1 là 100 kim nhân bảo. Ê, quýnh đại anh em ơi, quýnh đại chỗ này đi. Hiện tại bây giờ chưa có chỗ nào ngon thì quýnh đại chỗ này đi. Tại bây giờ đang đi tìm bãi coi chỗ nào ngon không? Khá là đông. Trên này bẫy mình tìm bãi không ra luôn đây mình. Chạy hết cái bạch vong được một bãi nhỏ nhỏ thôi. Ô wow, chỗ này nó một cái 8 kinh nghiệm luôn kìa. Ngon anh em ơi, cái này kiếm cái bãi nào chạy chanh thôi. Một cái 8 kinh nghiệm luôn kìa. Ăn được con quái một cái 8 luôn kìa. Quá ngon. Nhiều level rồi, Butter với một ạc thì chan vô tư, tại vì có dòng sáng dưới chân á, thiếu lầm chan vô tư. Đoạn này thì mới kiếm được bãi cực cùi rồi anh em ơi. Nói chung là giả hết một đoạn mà không có bãi chan luôn á. Tầm này cũng khá là nhiều anh em đang cày lại, cho nên là lên cái map bãi anh em lên nhặt con này cho nó sung cái lấy nào. 11 giờ trưa rồi anh em ơi, anh em đã ăn cơm chưa anh em ơi? À, lúc này Khải mới cày hơn một tiếng này. À, hello Thiên Tâm nha. Khải á, Khải chắc không có lập bang đâu anh em ơi. Bên kia thì Khải lập bang chứ còn bên này nói thiệt là làm ban chủ nhiều khi cũng cực khổ á, nên là chắc Khải không làm ban chủ nữa đâu. Khải chắc cũng xin vô bang nào đó, Khải chơi vui vẻ thôi là được. Hoạt động các kiểu là ok. Hello Hiếu Ngô nha. 3X hả? Hiện tại như 3X thì Khải đang tranh ở Bạch Văn Động này anh em, hoặc là Thổ Phi Động. Thổ Phi Động thì ở bên đại lý đi qua. Còn Khải đang chăn Bạch Văn Động thì Thành Đô. Rồi lên Thanh Thành Sơn rồi đi lên thôi. Này chăn được 4 bãi này thôi. 4 tọa độ. Thật là điểm Thiên Sơn, điểm Thiên Sơn thì 4X. Điểm Sơn tầm 4X này vô là đẹp. Điểm Thương Động chứ, điểm Thương Động đó. Là tầm 4X, 5X chăn đó là ngon. Chỗ này 5 con. Chỗ này sẽ được 6 con. À, chỗ này 4 con. Rồi ok. Xong bà chan thôi. Rồi ok man. Rồi quốc thôi. Khả chan ở khu vực này khá là lâu anh em. Chắc gần như là khả nhóm nhầm là tầm ok hơn hơn 4X khả đi chỗ khác á. 5, 6, 7 ok. Này lúc này thì đã 37 level rồi, gần 38 rồi. Chơi hai mấy nè, chơi hai mấy. Một mấy sâu nữa đang được không đây? Có làm gì đâu. Ok xong. Xong ạ. Rồi bên kia cài game thôi. Anh ơi không hỗ trợ level 10. Không hỗ trợ level 10 nha anh Nam Phạm ơi. Vào là cày từ level 1 luôn, nói chung nhanh mà. Cày 5 phút là level 10 rồi. Đánh mấy nhím là level 10 rồi. Server này đồ xanh nha Vy ơi. Server đồ xanh nha. Anh em chưa like cho một like anh em ơi, like chia sẻ anh em ơi. Gần 100 lực like rồi anh em ơi. Like chia sẻ này mình từ đây like đến tối chắc tìm khoảng 200 like là đẹp anh em ơi. Anh em ủng hộ cứ xem cho một like là đẹp anh em ơi. Rồi ok nữa anh em cho thêm một like làm share luôn là đẹp luôn. Ok tầm level này Khải lên thành Hương Thủy nha anh em ơi. Khải lên thành Hương Thủy nha. Hương Thủy là map 5X rồi nè. Lên trang luôn. Vô đây anh đánh bên trong này. Lưu rương. Rồi, kéo xe để tìm bãi. Rồi, đi tìm bãi. Kéo xe tìm bãi thôi. Ok anh em, xong hồi tìm bãi thì anh em mình cũng tìm được bãi chỗ này. Đánh vòng tròn anh em, ở bên map Hương Thủy này. Bao cực nhanh luôn nha anh em. Nói chung là đánh sâu open mấy ngày nữa là thời gian này mình đi tìm bãi nó cũng đơn giản thôi mà. Bảy một gần 10 như vậy mình dắt đi đồ sát kiếm bãi thôi. Mình ở chỗ này mình chan lên 60 luôn đó anh em. Từ 43 mà mình chan lên tới số mấy luôn á. Trong vòng một ngày là mình đã số mấy rồi. Làm cái auto chạy tạo độ anh em ơi. Cái này là video này thì Khải đã
cách những cái đoạn livestream và cái tóm tắt lại cho anh em xem nha anh em, cho anh em dễ hiểu nha anh em. Hiện tại đoạn này thì khả năng chạy chạy tốc độ anh em không thấy anh em đứng đồ sắt dùm không có người đồ sắt có bãi thì anh em có bãi chạy thì lên cực nhanh luôn. Đánh với ông này chắc phải hơn mấy tiếng anh em không có lên lên biết rồi. À hồi nãy em nói nhầm tầm đoạn này thì cuối buổi livestream thì mình tầm có bốn mấy gần 50 không tới suối. Qua ngày mai tới sáng ngày mai thì chan thì cũng gần suối. Đoạn này cũng sắp là video kết thúc rồi, hôm đó là thải ngừng là khoảng 1 giờ sáng. Ok, đã khai triển một video mới nha anh em ơi, khai triển một video thứ hai nha đó, chuyển thẳng cho anh em luôn. Đây là cái buổi livestream đầu tiên buổi trưa chứ, như này buổi trưa đúng rồi. À, từ 10 giờ đến 4 giờ chiều, 5 giờ chiều thì phải. Đó, đoạn này là từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Ừ, Quyền cũng đang chơi. Rồi, tiếp tục là đây là Quyền từ 6 giờ, 6 rưỡi trở đi. 6 rưỡi trở đi thì lúc đó Khải là sau 2 tiếng ngủ nghỉ ngơi thì là Khải đã được 55 rồi. Hồi đó là, lúc đó là Khải nghỉ buổi trưa đó là khoảng tầm 3 rưỡi, chính xác là 3 rưỡi luôn. Rồi ngủ một giấc vẫn treo nó chanh thôi. Ngủ một giấc rồi một gần 2 tiếng thì Khải lên được 55. Đó là đường môn gần 2 tiếng mấy, nói chung Khải cắn tiền thổ lộ nữa nè, cắn tiền thổ lộ với lại cái ngôi sao x3 luôn, nên là kinh nghiệm mới được 3.000 kinh nghiệm một con quá á. Anh em thấy không, bọn đoạn này mà cũng có người kép này, vẫn đánh nhau thường xuyên luôn nha anh em. Không cây cú đó, hôm nay thì cứ tranh một chỗ thôi anh em, tranh một chỗ hướng thi động thôi, bãi ngon lành luôn, cứ giảm và farm thôi, lên kinh nghiệm rẹt rẹt luôn em ơi. Hôm nay gần xe buýt rồi, chuẩn bị động xe buýt thì Khải sẽ đi bãi khác, nhưng mà xe thì vẫn còn chanh ở đây. Xe buýt thì Khải lúc đó Khải đi làm nhiệm vụ gia tẩu này mà, tranh thủ làm gia tẩu lên cấp cực nhanh luôn nha anh em. Làm gì lại mà anh em phải làm full gia tẩu, không bỏ qua một nhiệm vụ nào. Với lợi server này thì anh em chỉ cần làm liên tiếp 20 nhiệm vụ gia tẩu thì sẽ được 5 triệu kinh nghiệm cộng dồn nha em, là lên cấp nhanh lắm. Nghe chứ. Ôi dù dạ. Lúc này là nấu ở đây đây, lên nhiệt quả lúc 8 giờ tối. Đúng rồi, móc bơ ca luôn này. Mà mới cái 57 level thôi. Bị đánh quá trời luôn. Ôi, không được quả nào hết. Càng lắm anh em ơi, đồng áo lên đó, đúng chất. Một quả thì kinh khủng có nhiều luôn. Phải có bang à, phải có bang mới nhặt hạt được. Ok, và sau đó thì tiếp tục làm gia tẩu anh ơi. Tranh thủ làm gia tẩu như này. Bơ gia tẩu như này em ơi. Nhanh làm gia tẩu nhanh lên cấp. 58 là đi làm gia tẩu. Khỏi tranh đi anh em. Vấn đề là có người. Đồng này gia tẩu là chắc là như mình nhớ là chị kinh nghiệm anh em ơi. Chị kinh nghiệm là mình lên bản mình tranh luôn. Gần tới mình đi trả tiếp, nói chung là trong một gần 2 tiếng hơn thì mình làm full 30 giờ tẩu nè. Mình làm full 30 giờ tẩu trước 12 giờ đêm là lên được 6 ít thì phải. Dạ, cấp lên lại luôn. Ờ, vô đéo được luôn. Đi vô đéo được luôn. Dạ, lấy một cạc vô bên tóc. Tranh thủ chạy giờ tẩu nhiệt tình luôn em ơi. Mình bỏ trọng bóng kim 9 giờ luôn. Ờ, quên độ mẹ bên kim 68 mà bên kia có 65 mà. San hô hộ thông phù, đồ u xanh ai bán ta. Dạo thành ai bán dạo tẩu không? Nãy giờ có ai bán dạo tẩu chưa ta? Đồ quá thanh niên này chậm dữ rồi ta. À, đã từng dùng full. Hello Thái Lan nha. Rồi full luôn. Không biết nữa, không biết rồi xong lô top có event không nữa. Không ai bán rồi. Rồi không ai bán dạo tẩu luôn. Chán nhiệm vụ sớm luôn em ạ. Bỏ sơ được thiết hồi xù mình có xù xong luôn. Xong rồi bỏ tiền. Đúng không tẩu? Hả? Sao em? Sang hô hồn. San hô hộ phù cái ngọc bội nè, cái gia truyền nam cấp 1 á. Tiểu bà bói, tiểu bà bói. Thôi không có, đủ. Phúc rồi, nhà Phúc rồi, nhà mình Phúc rồi. Ok, để chạy về nè. Cấp 60 luôn. Lên bài nha, anh chung nha. Ơi, má giờ tao cũng full kìa. Anh em thì đi tống kim bãi chưa anh em? Giờ tẩu thôi em ơi. Anh đánh ra luôn, ra anh em mình tới rồi. Tình giờ tẩu 9 giờ hả, mình không đi. Quên tống kim 9 giờ mình không đi. Nà, mình tranh thủ làm giờ tẩu ra xong 30 giờ tẩu. Trời ơi, full rồi. Ơi, một... Nhưng mà đông người quá, cứ di chuyển map là đít, di chuyển map là đít. Xong rồi. Nó đá gì thành anh em. Ơi, lắc rồi, thôi lắc đi ra ngoài ăn rồi, đi cho tụi nó ăn rồi. Tầm này là gần 10 giờ đêm rồi, 10 giờ đêm rồi anh em, 10 giờ đêm. Y3 cho mấy cộng mà ăn thôi. Ờ, ok. 9 giờ ngoài 9 giờ. Ai hả? Butter, ok, ngon. Ui trời, ngon quá bạn ơi. Gì ăn tên gì ơi? Shimmer làm gì tóc cực khó, cực khổ luôn em ơi. Rào thế giới đầy rồi. Nó trâu quá quýnh không chết, nó vô nhà mình giải phóng nhà mình nè. Phỉ thế giới chỉ thôi xong, cái này phải xong phỉ thế giới chỉ mình cho nhanh luôn.
úp cấp. Không, bây giờ mình muốn ở nhà mình á, mình mới được nhiều điểm. Tại tụi nó mang tướng tướng nó qua đây đúng không? Ở nhà. Làm gia tảo là cực nhanh lên cấp. Vô, vô, chơi mấy này. Hiện tại bây giờ mình có 1 triệu 2 kinh nghiệm thôi, nhưng mà giả tạo cứ 7-800 ngàn kinh nghiệm thôi mà cùng. Có nhiệm vụ xui xui thì 300-400k, còn hơn hơn thì 5-700k kinh nghiệm. Chỉ còn 2 giả tạo là ốp cấp rồi. Làm giả tạo ngon. Nhằm quýnh nhiều điểm hơn. 1 triệu 4 bán đưa trong. Bông ngựa ớt luôn. Đây là nhiệm vụ đặt mốc 20 liên tiếp được cộng 5 triệu anh em. Đó, cộng 5 triệu cộng dồn. Từ số 3 lên dậy lên số 6 luôn. Số 6 40 trăm luôn. Đó, 5 triệu cộng dồn từ gia tổng. Ui, 5 triệu cộng dồn luôn kìa. Anh em thấy sơ không? À, số 7 cấp rồi kìa. Không phải như khu em cầm 3 đi. Khu em cầm 3 bên này đi. Đúng rồi, thì mình cũng được thôi. Tổng kinh nghiệm đang bên kia mới đưa top xong người sao mới đưa top dân gần hai mấy ba chục triệu. Mấy anh em trong bang nó đánh không lại bên kia anh em nghỉ hết. Má còn mình ôm xô vãi thiệt. Sạc một con một mình sao mình chơi này, chết luôn. Mong về đây. Rồi qua bên này chơi chính thôi, bên kia có gì nữa đâu. Chơi bên kia đang ra bắn ạc. Mình đang đợi số 7 nó mình up cấp nha nè. Bắn đồ không ạ? Cho nên số 7 up cấp nha. Super nào đây thầy? Đại Trung Nguyên anh ơi. Ừ. Mới đu top được xích lông cầu kháng cả 10 á. Với lại xích đăng ban hồng Mỹ mất ộp. Với lại một rương Hồng Kim môn phái hạn chế mà bán rương rồi. Hiện tại thì bang còn 2 slot nhưng mà bang thì đang chính phải 10 slot. Hiện tại lúc này Tống Kim Kình đang ra bán 300 xu một. Từ từ anh em nhé. Dần đêm nay dần dần. Cái này còn anh em nào off thì em sẽ lọc. Cái tem của thằng em cái tem của thằng cổ nhóc này á là hồi bên kia nó là đối thủ với anh đó. Quýt nó từ đầu tới cuối. Xong rồi nó ộp game nó nghỉ, xong rồi nó nhảy qua Đại Giang Nam. Xong rồi giờ nó qua bên này nữa. Sáng mai đi 80 anh em. Ngày mai bọn nó 80 nhiều quá. Bọn mai bọn nó mạnh, mai có kia anh em mình ăn hành ấy. Nó bỏ mai dáng lên đéo được. Rồi, ốp cấp này, ốp cấp này này. 71 rồi, 71 anh kia này. Xấu này. Chúng kia đang lên 13. Ốp cấp này. À đâu, kia mình đang 3 cấp. 70 luôn nha. Thấy chưa, anh em thấy chưa? Từ chơi từ 10 giờ trưa đến giờ đúng lên 70 cấp đấy, rồi xong. Giờ đi làm vô tấm kim nữa. Tầm này còn khá là yếu là đi tấm kim 11 giờ anh em hơi cùi một chút. Đánh cho vui chứ tầm này tấm kim cùi quá. Khải mới có 70 mà mấy ông này chắc còn cấp khá là cao, mà đa số thiếu lâm nữa là đường môn bom á. Rồi vào tấm kim chơi còn không đánh được gì nữa mà. Rồi lúc này là 12 giờ đêm anh em. 12 giờ đêm xong trọng tấm kim á. Thì mình mua được một cục tống kim kinh nghiệm đan. Nên là giờ mình cắn luôn em ơi. Mình mua được một cục á. Đó, cắn pháp. Là 5 triệu này nó cộng dồn anh em. Đó, được 71 lên một cấp với kéo thêm mấy chục phần trăm nữa. Gần 72. Lúc này là xong tống kim 11 giờ rồi ra 12 giờ nó qua reset qua ngày mới á. Là mình cắn tiếp. Một ngày chỉ được cắn một cục tống kim kinh nghiệm đan thôi em ơi. Có lại hai quả như hồng sơ. À, lúc này thì qua 12 giờ rồi thì nó reset gia tẩu á. Mình cũng tranh thủ làm gia tẩu luôn em. Tranh thủ làm gia tẩu luôn. Không được dạ. Reset xong mình tranh thủ làm gia tẩu luôn. Ok. Và sau khi làm gia tẩu xong ở cái động kia thì mình đi chan anh em ơi. Tầm này thì lúc này là đang 72-18%. Mình đi chan rồi. Mình treo mấy giờ đến sáng luôn em ơi. Treo mấy giờ đến sáng luôn nha mọi người. Hôm nay mình cũng gần off live stream rồi. Hôm nay hơn 1 giờ sáng rồi. Ok, và anh em qua video live stream vào buổi trưa ngày sau. Buổi trưa ngày 5 tháng 1 là bắt đầu đúng một ngày. Làm gia tẩu với lại bên đấy thì đi chan thôi em ơi. Kiếm chan xong một người khá lên hai cấp nào là tối mai. Không có bơ ca nhiều. Và tiếp tục là qua bên này chơi hoạt động bơ ca live stream cho em xem. Tối là lên 7. Lúc này đã 74 rồi. 74 9%. Rồi tiếp tục. Khó bỏ bực như đồ gia tẩu này mày. Chan trên Hương Thủy thì nói Khải Butter nha. Butter hoạt động gia tẩu á. Đang cho xe chan trên Hương Thủy mà quýnh lộn sáng giờ. Đang gia tẩu nha anh em. Đoạn này đang gia tẩu nha anh em. Đó, sau khi gia tẩu xong rồi bắt đầu chị kinh nghiệm gia tẩu á. Chị kinh nghiệm gia tẩu này là lên trên này. Này đánh nhau quá trời luôn anh em. Thôi, gì vậy nói. Ờ,
Ôi, năm đọc ngay bài cũ mình bốn kém quá trời luôn. 15%. Ôi, tầng lên tầng 2 mật trí 3 tấm rồi. Ngon ngon ngon. Rồi xong, bao nhiêu triệu đây? 3 triệu 5 kinh nghiệm, vãi luôn ngôi. Nhiệm vụ ngon, cấp luôn. Cấp luôn. Nó không cần dồn em ơi. Làm gì được chỉ 3 triệu 5 mà nhận được. Mật trí tầng lên 3 tấm tầng lên 2 em ơi. Sau khi full nhà tẩu thì mình lại tiếp tục tranh thôi em. Full nhà tẩu rồi. Không nói đâu. Mắt kêu chưa đánh nổi. Tí nữa đợi thời gian nhiệt quả. Quan trọng là bây giờ cái ông đường môn 16 một lần đổi là 2. Rồi nói chính là em đừng di chuyển em ơi. Quả này bắt đầu bơ cao rồi. Em vẫn đang đánh anh em vẫn trưởng mà vẫn đang trưởng ở góc 3 giờ đấy anh em. Ở ngã ba này quật nó đi thôi. Thì chả thế. Đúng rồi, đó phải mang 80 vạn chống cho xe anh ạ. Lúc này đang đi Nhật Bản với bạn. Quả 12 giờ á. Quả 12 giờ trưa. Rồi đánh thẳng vào tiêu điểm luôn anh em ơi. Hình như là lên map chung thì nó không rơi điểm. Không biết trên lên lại đi, lên lại đi. Nhật Bản xong rồi vẫn tiếp tục chăn thôi em. Cứ chăn thôi. Cứ hoạt động thì đi, còn không thì cứ chăn thôi. Auto 24 chăn thôi. Chỉ bình thường thôi em. Chỉ 200.000. Đó. Chỉ em nhìn được ôi, up cấp luôn. Đặt mất 5 triệu gia tạo tiếp tục nè em ơi. Không, 20 lần nhiệm vụ gia tạo liên tiếp được cầm 5 triệu chứ. Cầm 5 triệu thì mình up cấp luôn 17. Mỗi ngày thì làm liên tiếp 20 gia tạo sẽ được cầm 5 triệu. 5 triệu không bỏ lần nào nha. Up cấp luôn em. Cố gắng không bỏ lần nào sẽ được 5 triệu. Rồi sau đó thì tống kim anh em. Trận này thì tống kim 9 giờ anh em. Trận này tống kim 9 giờ ngày 5 tháng 1. Thì tính ra Khải 9 giờ ngày 5 tháng 1 thì cho 10 giờ đi. Thì Khải đã chơi được từ 10 giờ ngày 4 tháng 1 cho đến 10 giờ tối ngày 5 tháng 1 thì tính ra được 1 ngày rưỡi rồi em. 1 ngày rưỡi rồi em. Xong trận tống kim này thì Khải úp cấp 80 luôn đó em ơi. Xong trận tống kim 21 giờ này. Má, từ đây mình tới tối rồi được 80 liền kêu. Từ đây tới sáng mắt kêu luôn đẹp. À lúc nãy chỉ là tống kim 1 giờ thôi em ơi. Tống kim 1 giờ nhầm. Lâu không chơi đến xúc mặt cây chơi. Sau khi đánh trận tống kim đó thì Khải nên phải nào giờ đi chơi giờ trúng thường. Tiếp tục đi chơi và làm gia tạo vui. Nếu không chơi một ác thì một ác chơi cho vui thì nghĩ nên chơi thiếu lâm. Thiếu lâm giờ chơi. Rồi Khải lại đi chơi thôi. Gia tạo xong giờ đi chơi thôi em. Các bạn như là gia tạo này chỉ kinh nghiệm hay sao Khải không nhớ rõ, nhưng mà cứ đi lên tới đây là chỉ đi chăn thôi. Bài này là bài chăn chính rồi. Sau cái buổi livestream buổi trưa thì Khải kém chen thì cho đến bây giờ thì vẫn là 78 mấy% anh em ơi. Chen từ cũng lúc một live thì lúc khoảng 4 giờ chiều. Đây lúc đây Khải lên live là lúc 7 giờ tối. Sau 3 tiếng Khải cũng được mấy chục phần trăm nữa anh em ơi. Mấy chục phần trăm nữa. Lúc này là đang 7 giờ tối anh em, 7 giờ tối nha. 7 giờ tối ngày 5 tháng 1. Con lôn bên này nó đi lên 700 anh em ơi. Đó, cố gắng chăn ở đang chăn mấy bên này là 2 cấp 79 8 hả. Nói chung là vừa full nhà tẩu rồi chăn rồi kèm hoạt động này nói lại hạt rồi anh em ăn tấm kim kinh nghiệm đang thì anh em tính toán sao kinh nghiệm nó hợp lý thì kinh cấp của anh em nó sẽ hợp lý của anh em. Rồi, không có luôn anh ơi, hồi trước em cũng bị vậy á, lúc phải cấp áo em mới có em mới đi được. Sao rồi anh bút thẳng vào đội hình của mình thôi. À, lúc 8 giờ tối anh em nhận hạt 8 giờ tối rất là đông luôn. Anh em mình nhận hạt kinh khủng luôn. Có thiếu này anh em ơi, tập trung ở 321273 này. Lần này thì BK 2 tuần rồi, tuần cuối thì mình tranh thủ nhận một hạt nha anh em. Tuần cuối. Ok, nhận được 1 hạt. Em mất rồi. À, ok, 1 hạt là quả sơ sẽ được 2 triệu anh em ơi. Nhật xong đẩy xuống này anh em ơi, nhật xong đẩy xuống ngày 3 này. Hết rồi, bây giờ là nó đi đâu ta, nó đi đâu ta. Rồi ok, cố gắng thôi. Để đấu giá. Anh em về 3 tuần, 2 tuần. Không có một quả nào đâu. Một tuần. Không được quả nào. Không được một quả đấy. Tiểu nó khó vãi lồn ra. Còn chung Nhật nó kiểu như ăn liếm nó tôm một quả. Thôi. Cái quả này mình lên được 79-23%. Đầu tống kim 9 giờ. Quan trọng tống kim 9 giờ em ơi. Đánh trận xong tống kim 9 giờ úp cấp luôn. Úp cấp 8 bit luôn và liền kêu trong đêm luôn em ơi. Anh em nếu có xem live stream thì cũng biết phải liền kêu và hoạt động như thế nào trong trong bang rồi. Lệnh bài với phi tóc thôi, không có điểm anh em ơi. Anh em đi hết vào một bên đuôi. Rồi trận tống kim này đánh cũng khá là vui em ơi. Khải giết được 50 mấy người á. Chung là cũng được hơn 10k điểm. Cái 79 phi đao vẫn ngon. Mà nghiệt là Khải không có thêm phi đao. Phi đao chỉ Khải giữ chân sơ sơ thôi. Kêu không có kiểu này. Đẹp.
Lúc này khả năng lắm đó, Thiên Lang thì giống kêu Thiên Lang thì giống kêu giấy switch của đồng môn. Ô, nó dụ là buồn. Ôm nó luôn, ôm nó luôn, ôm nó luôn. Ôm nó luôn. Nói chung là có thời gian chơi anh thôi. Kim anh em, kim. Hôm nay 18 mạng, phải lên bánh khá là ngon. 18 mạng, lúc đó 18 mạng. Ây da, ây da, quá chiếm nhà nó rồi. Hôm nay gần kết thúc tống kim rồi anh em ơi. Biện hành. Đồng vãi nồi 140 người trong một bên rồi anh em thấy không, mỗi bên là bèo bèo 200 mấy chục ạ rồi. Ê, tổng có tổng kim chứ 240 ạ, 287 ạ, 247 277 ạ, đồng quá đồ đúng kim sợ gần 300 mát một bên, một bên là 140 130 là 100 ấy. Đâu anh em đang xem video thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ giúp Khải anh em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều. Sắp tới xong trận tống kim này, Khải sẽ công tác biết bắt đầu luyện kêu này mày. Và trong video này thì Khải cũng luyện kêu từ đêm cho tới sáng, còn mắt kêu là nhầm từ đêm thì nhớ không nhầm là 10:45. 10:45 sau khi nhặt hạt trung, sau khi lên 8 bit và nhặt hạt trung thì nó thời gian nó khoảng tầm 10:45 tối. Đang kiếm thì Khải chạy ra sáng thì tầm 9 giờ sáng là mất kêu, tầm 9 giờ sáng là thúc đất 11 kêu. Quên 11 tiếng này mà Khả tính không lầm là 11 tiếng thúc đất nha em. Từ 10:45 tới 9:45 là 11 tiếng này mà 11 tiếng. Vãi không em, mỗi bên đồng vãi nồi luôn. Cái này gọi là giống VNG hồi xưa, bởi vì VNG hồi xưa thằng nào có đủ sức nuôi ác đâu. Có ở đây. Lần này sắp kết thúc tống kim rồi mà, chuẩn bị ốc cốc, ai cũng mừng vãi lên. Mỗi người được khoảng mười mấy triệu kinh nghiệm, nên ốc cốc 80 luôn. Rồi, hết giờ. Ôi, ốc cấp luôn. 3 triệu kinh nghiệm, ôi gần lên cấp. Ôi, ốc 80 luôn, vãi luôn. Không, không. Ừ, nhiều kinh nghiệm vãi lên. 77 rồi. Ừ, nhiều kinh nghiệm vãi luôn luôn á, được coi cho bao nhiêu vậy? 20 triệu vậy á. Hình như 20 triệu hay 20 triệu vậy á. 10 triệu cho 10 triệu á. 77 luôn này. Ừ. Ăn mình lên 80 rồi em ạ. Ừ. Em lên với mẹ 80. 10 triệu á, được 10 triệu á. Lộn biết thế đi ác chính thì trời ơi. Không, anh em có kinh nghiệm không? 13 triệu. Đó. 13 triệu. 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu. 13 triệu. Hình như là mấy 5k tích lũy mới được sao anh ạ? Không. Cái lục lúc này xong tống kim này, nó tống kim thì tranh thủ lên nhật quả này mà này là 8x đó, lên nhật quả chung. Mình đánh kiếm mấy quả được ngay mãi đánh ra mỗi ngày chúng ta phá qua phá lại thì quả chung mình ban bên dưới nó lại nhặt. Lúc này 8x cũng khá là ít người nữa là nhặt quả cũng đơn giản này mà. Mỗi người có khi 1 đến 2 quả trong kia xuống kia đi, xuống kia đi. Owner. Owner đây xuống kia đi đừng két. Đó, sau khi được thì mình nhặt được 5 quả nên mình cắn một quả luôn còn 4 quả. Và bây giờ mình đi lấy kill. Nhớ. Chẳng 9 giờ thôi. 78 mẹ luôn. 9 giờ thôi. Ok. Ngựa 8x thì từ từ anh em ơi. Ok. À, mang người chiếu dạ. Anh Lâm Vũ Văn ơi, thành Lưu Đông vào bang anh ơi. Bảo Vũ anh em ơi, tụ tiếng anh em ơi. Bảo Vũ lên họ. Ok. Thơm. Đủ anh em ơi. Sao tôi thấy phát anh em căng vãi lên ạ. Trận 11 giờ nó có cho không nhỉ? Không, chắc không. Chắc chín thôi. Ok, 9 giờ thôi. 78 mẹ luôn. 9 giờ thôi. Ok. Ngựa 8x thì từ từ anh em ơi. Ok. À, mang người chiếu dạ lên người này thì mới đấu 18 giây rồi anh em ơi. 18 kim anh em ơi. Ban hồi chỉ có 4 con thôi. À, giá 14, 18 kim. À, rồi thì đến lại được. Em lên nói gì anh. Xin butter nghe mi cái anh em. 2 4 6 8 10 12. Cắt trăm xu về thằng Nam nó cô lất mình. Ok. Xin butter nghe mi các anh em. Không.
Bonupia. Anh em bay sửa trang bị bằng su kiểu gì nhỉ? Chung mấy kiểu đầu tranh cực nhanh em ơi. Khải tối qua Khải nhớ không nhầm thì 1 tiếng Khải đã lên được mười kêu rồi, 1 tiếng Khải đã lên được 10 kêu. Từ 10 kêu trở đi khá là chậm em ơi. Từ 10 kêu trở đi khá là chậm. Anh lần xong nữa mới làm 1 kêu. Vãi lọ 500 xu một phát sửa. Thôi. Muốn phái à? Còn như muốn phái chưa gặp như thế. Đâu sửa đồ kim phái kiếm như nào mới ra? Phi Văn á, Phi Văn chuẩn bị công thành chiến tuần này có nè. Được mấy con? 2 con, Bình Kinh Lâm An. Rồi anh Dương Châu thì được 4 tiêu. Chưa nhận skin. 10 kill anh em ơi, 10 kill anh em ơi. Hôm nay thì anh mới nạp 2 triệu thôi anh em. Mới nạp 2 triệu vào game gần chơi. Qua 12 giờ rồi anh em ơi, qua 12 giờ. Chỉ tập đó thôi các bạn. Này qua 12 giờ đêm rồi. Từ từ có cái gì đó nữa. 12 kill 1500. Hôm nay là Khải sắp sắp chuẩn bị những lẩu anh em. Mà hôm qua đang live sao tự nhiên nó tự động nó đích kênh YouTube luôn. Khải nhớ làm là 12 giờ 30 hay 12 giờ 25 gì. Kênh YouTube xong hết em ơi. Đang live đích hết luôn. Nên là Khải đi ngủ luôn em ơi. Khải chiều mấy cho tới sáng gì ổn mà. Tùy anh em thôi, phiên bản này là chỉ bước ra một ạc thôi. Thì nên chơi những phái nào mà đâm to. Đâm to thôi, đừng có chơi mấy phái mà. Ok anh em, đây thì lúc này là 9 giờ sáng này em ơi. 9 giờ sáng ngày hôm sau nha. Hôm qua thì Khải treo đó cho tới sáng luôn em ơi. 9 giờ sáng ngày hôm sau thì Khải gần được max kill rồi, 19.800 nha anh em. Tính ra là 12:30 hôm qua Khải offline stream thì 12:30 hôm qua thì nó tầm 12 kill. 12 kill bây giờ gần sắp 9 rưỡi rồi. Sắp 9 rưỡi là tính ra là 9 tiếng. 9 tiếng nó từ 12 lên đến 20 nha anh em, 9 tiếng. Tính sơ sơ trung bình sẽ là 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 30 phút sẽ up một cấp nha anh em. Đó. Đây Khải đến cũng làm giờ là 9:30. Giờ chuẩn bị 9:30 trong game anh em nhìn chỗ này nè. 9:20 này thấy chưa? Đây kéo lắm khoảng 5 phút nữa Khải up này. Là cho 9:30 đi. Thì tối qua nghỉ up live stream lúc 12:30 thì 9 tiếng sau. 9 tiếng sau up 8 cấp, 8 level nữa thì theo nghĩ thì tầm 1 tiếng 10 đến 1 tiếng 20 phút là up 1 cấp nha anh em. Khải chơi từ qua giờ luôn em ơi. Hết hết tiền vàng nữa rồi, Khải tính cho anh em xem là hôm qua Khải còn 7 mấy dạng mà Khải mua thêm ít tiền nữa. Thì tính ra giờ sáng nay Khải mua thêm 30 dạng nữa, tính ra nếu mà tính ra liền kêu hết mát bà vũ thì Khải tính ở server này tầm khoảng 150 vạn đô lại anh em. 150 vạn đô lại với lại anh em nên nhớ là cắn cái túi y tớ phục hồi mana ở trên đầu nha anh em. Cái ngôi sao trên đầu là phục hồi mana và sinh lực đó, chứ không phải ít 2 kinh nghiệm đâu nha anh em. Đó. Rồi chuẩn bị up cấp rồi. Rồi ok. Đó, sau khoảng đúng 9 giờ rưỡi ngày hôm nay là Khải chơi đúng 2 ngày. 2 ngày là 48 tiếng và Khải đã đạt top 80 và max skin. Ok anh em thì nói chung là đây là cũng là video Khải làm lại quay lại và cũng như là cho anh em xem cho vui chứ cũng không phải là hướng dẫn hoặc là cái gì hết, nhưng nếu anh em Khải thấy thích thì đỡ lại cho Khải cái mình một làm sẽ giúp Khải nha mày. Và ok anh em bây giờ thì Khải xin phép anh em Khải up cái video này và anh em xem video đừng quên đỡ lại một like chia sẻ anh em như này ủng hộ Khải nha mày. Đúng 48 tiếng này mày, đúng 48 tiếng thôi thì Khải đã 8 mid và max kill bao vũ là một trong những cái kill liền rất là lâu anh em. Còn nếu mà thiếu lâm đao chỉ cần liền tầm 3 đến 4 tiếng là max rồi. Ok anh em nha, bye bye anh em, đừng quên đỡ lại một like chia sẻ anh em ơi. Đó, quá ghiền luôn anh em ơi, chuẩn bị hoạt động và đẹp luôn.